Beep, 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 beep. Các bạn ơi, bây giờ thì cùng mình tìm những chiếc xe ở đây trước, xong cùng mình đi tìm những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nhá. Ở đây thì toàn là xe ô tô, cần cẩu, máy xúc, xe tải, xe bồn trộn bê tông, có cả xe bíp kìa các bạn ơi. Ở đây thì có một chiếc xe bồn trộn bê tông Bonnie siêu to khủng lồ các bạn ạ. Wow, ở đây thì có rất là nhiều xe luôn. Các bạn ơi, có một chiếc xe cần cẩu Bonnie màu xanh siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu Bonnie nhá. Wow, rất là to luôn. Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe cần cẩu Bonnie này không nào? Ui, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu này mình cẩu tất cả các loại xe đồ chơi lên cho ông xem. Bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe máy xúc cát nâng cao luôn. Ui, các bạn ơi, như kiểu cái cần câu cá ấy. Các bạn ơi, các bạn đi câu cá rồi chưa? Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe vận tải vận ủi này lên nha. Đó, lên cao luôn này các bạn ơi. Các bạn thấy ngầu chưa nào? Bây giờ thì cùng mình khám phá tiếp nào. Bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe máy xúc rất là to màu vàng nhá. Chút nữa mình sẽ đi múc cát cho bạn cùng xem. Ê, các bạn ơi, nào bây giờ thì cùng mình khám phá nào. Đầu tiên là một chiếc xe G65 này, ô tô cảnh sát G65 các bạn nhá. Xe bán tải cảnh sát xịn sò màu trắng các bạn ơi. Xe G63 xịn sò luôn, nổ bằng cao su quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Các bạn thấy động cơ mạnh chưa? Đẳng cấp chưa? Wow, quá là xịn luôn. Quá đẳng cấp luôn. Thôi, chỗ này đoạn mình sẽ tìm hiểu sau các bạn nhá. Mình sẽ tìm hiểu những chiếc xe ở đây trước siêu to khổng lồ các bạn ạ. Có những chiếc xe siêu to khổng lồ luôn. Đầu tiên là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác các bạn ạ. Xe này là xe môi trường chuyên đi chở rác nha. Quá là đẹp luôn. Cabin màu trắng nha. Cabin màu trắng này. Cái thùng màu xanh nhá. Cái thùng này màu xanh này các bạn ơi. Đấy, thì chiếc xe này có thể mở nắp thùng. Đấy, các bạn đẳng cấp chưa? Quá là xịn luôn. Rồi, giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ các bạn ạ. Xe bồn này, xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ luôn. Đấy, có một cái còi, hai cái còi, ba cái còi, bốn cái còi. Đó, xoay được cả bồn nha. Có vòi chút bê tông luôn nha. Rồi, chở bê tông đi xây biệt thự thôi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ạ. Ui, đấy, xe trộn bê tông xoay được cả bồn nha. À, hay chưa? Xoay bồn. Đó, xịn xò trước các bạn ơi. Wow, đây là chẳng xúc bê tông này. Wow, đấy, các bạn hay chưa? Ui, đó, đây là một chiếc xe máy xúc này. À, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nhá. Ôi, các bạn ơi. Đó, nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bán tải nhá. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải xịn xò đấy các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe ô tô bán tải quá là đẹp, mở cánh cửa luôn. Ui, có âm thanh và ánh sáng luôn. Đó, một chiếc xe ô tô bán tải rất là xịn đấy các bạn ạ. Ui, mở cửa đóng cửa luôn. Pip 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 pip. Wow, hay chưa các bạn ơi. Ui, nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn cái bộ đồ chơi mới này nha. Có xe dọn rác, xe trộn bê tông này. Wow, có xe dọn rác và xe trộn bê tông rất là xịn sò đấy các bạn ơi. Ui, bây giờ cùng mình khám phá nào. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là đẹp đấy các bạn ạ. Ồ, hay chưa? Nào, pip 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 pip. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe dọn rác, xe môi trường dọn rác xịn sò này. Pip 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 pip. Wow, ở đây có một chiếc xe này là một chiếc xe lâm người đấy các bạn ạ. Wow, đó, chiếc xe chuyên đi cắt cây nhá. Ui, pip 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 pip. Nào chạy em, pip 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 pip. Wow, đây là một chiếc xe bồn này rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, xe bồn này quá là xịn luôn nhá. Wow, nào mình chỉ thử nói là pip 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 pip. Wow, đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu nhá, chuyên đi cẩu rác và chở rác. Pip 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 pip. Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe chở rác này. Pip 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 pip. Các bạn ơi, nào bây giờ thì cùng mình khám phá cái bộ đồ chơi này mới nhá. À, cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa chữa cháy xịn sò luôn này. Bây giờ mình xem ở bên trong có chiếc xe gì nào. Wow, một chiếc xe quá là xịn luôn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này quá là đẹp luôn nha. Mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe này là một chiếc xe thang đấy các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Pip 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 pip. Wow, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp luôn nha. Cái bộ đồ chơi xe cứu hỏa này cũng rất là xịn sò đấy các bạn ơi. Wow, mình lấy ra nào. Ui, ở bên trong có máy bay trực thăng nha. Có máy bay trực thăng này, có xe cứu hỏa thang nha. Xe bồn này. À, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa nào. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn. Đây, cái bộ đồ chơi xe dọn rác, có cả xe dọn rác nha.
Có xe chở rác rất là đẹp này. Đây là xe chở rác rất là xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe chở rác quá là mới luôn đấy các bạn ạ. Một chiếc xe môi trường chở rác rất là đẹp luôn. Wow, các bạn thấy chiếc xe chở rác này có xịn không? Nào, tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe bồn này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn nhá. Nào, đây là một chiếc xe thang này, xe chữa cháy này. Wow, đây là một chiếc xe lưng người này các bạn ơi. Đây là xe lưng người nhá. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Ui, đó. Đây, đây là một bộ đồ chơi mới này. Wow, đây là mình sẽ lấy ra nhá. Ui, có xe tải nha, xe cần cầu, xe trộn bê tông, máy xúc kìa. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo cái bộ đồ chơi này. Có bộ đồ chơi xe tải này. Wow, xe cần cẩu nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu này. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu rất là đẹp này. Ui, đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe máy xúc rất là đẹp nhá. Wow, một chiếc xe máy xúc quá là xịn luôn đi các bạn ạ. Wow, hay chưa? Một chiếc xe máy xúc quá là đẹp luôn. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn đây có một bộ đồ chơi mới nhá. Cái bộ đồ chơi này rất là đẹp đó nhá. Wow, cái bộ đồ chơi này quá là xịn luôn. Bộ đồ chơi robot biến hình thành ô tô chiến đấu ít các bạn ạ. Wow, ở bên trong có rất là nhiều robot này. Đây là robot này. Đó, các bạn thấy không? Robot màu xanh nhá. Đẹp quá các bạn ơi. Xịn sò quá các bạn ơi. Có rất là nhiều xe đồ chơi, xe tải ben địa hình xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở đất, chở cát, chở vật liệu xây dựng đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chiếc xe tải ben này có xịn bật ben luôn này các bạn ơi. Ui, chiếc xe tải ben này đẹp quá các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Pip 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 pip. Ui, hay quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở cát, động cơ mạnh quá các bạn ơi. Pip 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 pip. Ui, đây mình tìm thấy một chiếc xe tải phải nói là quá là xịn đấy các bạn ạ. Đẹp nhờ các bạn nhờ. Nào, bây giờ mình khám phá tiếp nào. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu, phân phối cho đại lý xăng dầu các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng dầu. Pip 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 pip. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đây là xe bồn nhá. Ui các bạn ơi, tiếp theo nào. Ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe máy xúc cát xịn quá các bạn ạ. Đẹp quá này. Ok, đó 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 các bạn thấy không nào. Một chiếc xe máy xúc cát quá là mới luôn. Nào, bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe nu đường này. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Wow, hay chưa, hay chưa. Đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe mô tô. Đây là một chiếc xe máy cảnh sát đẹp quá các bạn ơi. Pip pip pip. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Nào, bây giờ mình để giới thiệu với các bạn, ở đây còn rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Nào, bây giờ mình đi sang bên em tìm được xe gì được không nào. Ui, ở trên cây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Nào, bây giờ mình khám phá tiếp nào. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Bên này mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Đó, mình sẽ xoay bồn luôn, xoay bồn, xoay bồn. Wow, hay quá các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi nữa nhá. Đây có rất là nhiều xe đồ chơi. Đây là một chiếc xe tải địa hình nhá. Đây là một chiếc xe tải địa hình rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa. Đó, một chiếc xe tải địa hình quá là mới luôn nha. Mình rất là thích chiếc xe tải địa hình ấy luôn. Ui các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ rất là xịn này các bạn ơi. Wow, có cái móc luôn nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, một chiếc xe cứu hộ mới và đẹp quá các bạn ơi. Đó, các bạn này có thích chiếc xe này không? Ui, đẹp quá. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ui, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe tải. Wow, một chiếc xe tải kết hợp với cả cái ủi cát này, kết hợp hai trong một luôn đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Wow, xoay bánh luôn, xoay bánh luôn. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, xịn quá này. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc cát và một chiếc xe ủi cát này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát và một chiếc xe ủi cát rất là đẹp luôn. Múc cát nào, múc cát nào, múc cát nào. Wow, đấy các bạn thấy không, kết hợp hai trong một luôn. Đây là một chiếc xe xúc nặt nha. Đấy, một chiếc xe xúc nặt rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu kết hợp với ủi cát này. Đấy, kết hợp hai trong một luôn. Wow, đó. Wow, hay chưa. Đấy, các bạn thấy nhiều xe chưa. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát này. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát rất là xịn đấy các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nào, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ơi. Wow, đó, một chiếc xe máy xúc cát xịn quá các bạn ạ. Đây, mình rất là thích chiếc xe máy xúc này luôn.
Đó, đây nữa mình phát hiện ra có một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe tải, xe container chở đất đấy các bạn ạ. Đây là xe container chuyên đi chở đất này, rất là mới và đẹp đấy các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, xe container chở xe bồn trộn bê tông xịn sò đấy các bạn ạ. Đó, các bạn thấy xịn chưa? Đây là xe bồn trộn bê tông rất là đẹp, khủng long luôn nhá. Wow, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cầu chuyên đi xúc cát nha, xoay được cả cần này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này quá đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay chưa? Đó, các bạn thấy mình tìm được nhiều đồ chơi chưa? Đây là một chiếc xe container bằng sắt nguyên khối đấy các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đó, xe container bằng sắt nguyên khối rất là xịn luôn nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nào, bây giờ thì cùng mình đi ra vườn để tìm xe đồ chơi mới nhất, xịn nhất để chơi đi các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều hộp xe đồ chơi mới này. Bây giờ cùng mình khám phá xem ở trong những cái bộ hộp đồ chơi này có xe gì nhá. Đây rồi, wow, mình lại tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe cần cầu chuyên đi xúc cát này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ạ, màu đỏ nha, rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Wow, múc nào, múc nào. Wow, chiếc xe này xoay được cả cần này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cần cầu chuyên xúc cát rất là mới luôn. Wow, pi 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 pi. Wow, đẹp quá. Pi 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 pi. Wow, đây có một hộp đồ chơi mới rất là xịn này. Wow, đây có một hộp đồ chơi mới cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, hay chưa? Bây giờ mình kéo ra nha, kéo ra nha. Wow, vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác đấy các bạn ạ. Wow, đó, một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác đấy các bạn ơi. Quá là xịn, nâng cần, nâng cần, nâng cần. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ok, một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác rất là mới luôn đấy. Ồ, pi 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 pi. Wow, ở đây mình phát hiện ra hộp này rất là mới này. Đó, đây các bạn ơi, đây có một hộp đồ chơi mới rất là đẹp nha. Đây là hộp xe đồ chơi xe trộn bê tông rất là đẹp này. Đây là hộp xe trộn bê tông. Wow, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là xịn luôn nha. Ui, rất là đẹp luôn, xoay được cả bồn nha, xoay được cả bồn nha. Wow, đẹp quá. Pi 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 pi. Đó, các bạn ơi, tiếp theo nào. Ở đây mình phát hiện ra cái hộp đồ chơi này là hộp đồ chơi rất là xịn này. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nhá. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 rất là đẹp này. Wow, đây một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nhá. Wow, đấy mở cửa luôn, mở hai cửa, mở cửa sau luôn nhá. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Ui, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Wow, ô tô cảnh sát G65 rất là đẹp luôn. Ồ, những bộ xe đồ chơi mới. Ui, các bạn ơi, đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi quả Ruby này. Đó, cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi súng bắn Ruby đấy các bạn ạ. Đây là bộ đồ chơi súng bắn Ruby này cũng rất là đẹp đấy, mình rất là thích nhá. Là mình tìm xe thôi. À, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi siêu nhân này. Wow, cái hộp đồ chơi siêu nhân này cũng rất là mới nhá. À, đây ơi, mình phát hiện ra cái bộ đồ... Ui, ở đây này có bộ đồ chơi súng bắn Ruby này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi súng bắn Ruby này cũng rất là đẹp nha, súng bắp ngô này các bạn ơi. Súng bắp ngô nhá. Wow. Nào, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này nè. Cái bộ đồ chơi này có 3 chiếc xe nhá, có rất là nhiều xe luôn. Xe biến hình thành robot chiến đấu luôn này các bạn ơi. Đấy, xe ô tô biến hình thành robot chiến đấu ấy các bạn. À, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều súng bắn Robi này. Đây là bộ đồ chơi súng bắn Robi này các bạn ơi. Xịn xò quá các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này rất là đẹp nha, mình rất là thích bộ đồ chơi này luôn đấy các bạn ạ. Ừ, xịn chưa này các bạn ơi. Wow. Nào, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là cái bộ đồ chơi này là cái bộ đồ chơi gì nào. Ui, bên trong có một chiếc xe nhá. Mình xem ở bên trong có chiếc xe gì nhá. Wow. Các bạn ơi, ở bên trong có một chiếc xe cần cầu móc này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. Một chiếc xe cần cầu móc nâng cần, nâng cần, nâng cần. Wow, xịn xò chưa? Ui, hạ cần này. Wow, một chiếc xe cần cầu móc phải nói là quá đẹp. Wow, bên này mình phát hiện ra rất là nhiều súng bắn Joby nha. Đây cái một bộ đồ chơi rất là nhiều súng bắn Joby rất là xịn này các bạn ơi. À, cái bộ đồ chơi này rất là mới nha. Wow, bộ đồ chơi súng bắn Joby này. Ui, các bạn ơi. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi này rất là xịn xò này. Cái bộ đồ chơi súng bắn bạch tuộc này, súng bắn bạch tuộc này các bạn ơi. Wow, xịn xò quá các bạn ơi. Ui, cái bộ đồ chơi này rất là xịn xò nhá. Wow. Đấy các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi súng bắn hai con Ruby này. Ui, có cả hoa hướng dương, xe quả chuối này các bạn ơi. Ui, wow, bộ đồ chơi này mới xịn xò đấy các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi xe công trình này mới đẹp này. Wow, bên trong có xe cần cầu, xe trộn bê tông, xe tải nữa kìa các bạn ơi. Xe trộn bê tông này, wow, xe cần cầu này.
Ui, xe máy xúc này các bạn ơi, xe tải chở đất này, wow. Hôm nay mình tìm được khá là nhiều xe đồ chơi mới luôn đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Wow, ở bên này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là xe tải. Đây là một chiếc xe tải nhá. À, có xe tải chở đất này, xe trộn bê tông này các bạn ơi. Ồ, cái bộ đồ chơi này đẹp quá. Nào, bây giờ thì cùng mình khám phá tiếp nào. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe gì đây. Đây là một bộ đồ chơi có cả xe. À, bên trong có một khẩu súng và súng bắn ra ô tô đấy các bạn ạ. Súng bắn ra ô tô nha, xịn xò không các bạn ơi. À, các bạn thấy ngầu chưa? Bây giờ mình mở luôn để chơi luôn nha. Wow, cái bộ đồ chơi này mới quá các bạn ơi. Xịn xò quá nè. Ui, đây mình lấy ra cho bạn cùng xem nha. Wow, đấy ở bên trong có rất là nhiều đồ chơi luôn đấy. Ở bên trong có mặt nạ nha, có mặt nạ của người sắt này, có súng bắn ra ô tô của đội trưởng Mỹ này các bạn ơi. Wow, cái bộ đồ chơi này rất là xịn xò luôn. Đây có một chiếc xe trộn bê tông xịn xò này các bạn ơi. Nào bây giờ mình chạy thử luôn nha. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc máy cày ruộng nha. Đây là một chiếc máy cày ruộng xịn xò này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow. Các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy rất là đẹp. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe tải chở ô tô ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe ô tô. Đây là một chiếc xe ô tô xịn xò này các bạn ơi. À, một chiếc xe ô tô đẹp quá. Đây là xe ô tô cảnh sát, ô tô bán tải đấy các bạn ạ. Wow, wow, hay chưa các bạn ơi. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe cẩu chuyên đi xúc cát nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát, xịn xò quá các bạn ơi. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn nha. Wow. Các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe bíp nha. Đây là một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ạ. Wow, ở bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe xúc nật đẹp quá các bạn ạ. Wow, bây giờ mình phải chạy thử luôn nha. Nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cần cẩu nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu nha. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. À, xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát xịn sao luôn. Wow, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe cần cẩu này, xe tải chở máy xúc này, xe trộn bê tông này. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cần cẩu này. À, một chiếc xe cần cẩu có thể cẩu được tất cả các loại xe đồ chơi đấy đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu này mình cẩu một chiếc xe. Wow, bây giờ mình sẽ móc để mình cẩu đi các bạn ơi. Ui, mình móc xe cảnh sát chở phạm nhân nha. Wow, mình móc xe cảnh sát chở phạm nhân, móc lên cao, cẩu lên cao này các bạn ơi. Các bạn ấy có ngầu không, xịn xó chưa? Wow, hay chưa các bạn ấy, đẳng cấp chưa nào? Ui đấy, các bạn ấy hay chưa. Rồi bây giờ mình lại để đây nha, mình lại đi tìm xe đồ chơi tiếp đi các bạn ơi. Wow, nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy. À, đây là xe cần cẩu siêu to khổng lồ này, xe cần cẩu siêu bự này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu to quá, đẹp quá các bạn ạ. À, xe cần cẩu móc có số 1, số 2, số 3, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Wow, xe cần cẩu móc này xịn quá, siêu to khổng lồ, rất là đẳng cấp đấy các bạn ạ, xịn xò luôn. Đó, hay quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc màu đỏ, màu đen rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đấy xịn chưa, xịn chưa. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu móc quá là đẹp luôn. Wow, hay quá các bạn ạ. Ui, đấy. Wow, nào bây giờ mình để giới thiệu với các bạn. Các bạn thấy không? Đầu tiên là một chiếc xe Ben xịn xò chưa? Quá là đẹp luôn. Có số 581. Đó, rất là đẹp luôn. Xe Ben chở đất chở cát. À, chở đất để đi chở cát để đi xây biệt thự đó. Đó, đây là một chiếc xe tải Ben nha. Xe Ben rất là xịn luôn. Có hai cái bô xả khói luôn nha. Có cầu thang đi lên để lái xe luôn này. Đó, xe này chạy bằng 4 bánh nha.
rất là xịn sò luôn. Lặng lắm các bạn ơi, xịn sò lắm. Rồi để đây nha. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát nha. Xe cẩu múc cát cảnh sát luôn nha. Quá là đẳng cấp luôn. Đấy các bạn thấy đẹp chưa? Ui, có một bạn tài xế lái xe múc cát luôn này. Đó, múc móng nhà nào, múc móng nhà này. Đấy, đẳng cấp không? Một gầu luôn, hai gầu ấy các bạn ạ. Xịn xò nha. Quá là đẹp luôn. Rồi giới thiệu với các bạn, xe ben chở cát. Đấy, chở cát để đi xây nhà nha. À, xe không phanh. Win win. Đẳng cấp không? À, đây là máy xúc cát nha. Đấy, các bạn thấy hai chiếc xe này có đẹp không? Đây là chiếc xe máy xúc cát này, có cái gầu múc cát luôn nha. Đấy, đẳng cấp lắm. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là cái gầu để ủi cát này. Đấy, xịn lắm các bạn ơi. Nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe cảnh sát nha. Xe cảnh sát chở phạm nhân đấy. Đấy, chiếc xe này thì màu trắng nha. Màu trắng đấy các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Có gương nha, có gương này đó. Quá là xịn xò đấy các bạn ạ. Rồi, mình thấy nha. Nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo là xe cẩu múc cát này. Chiếc xe này kết hợp 2 trong 1 luôn nha. Vừa múc được cả cát nha, còn có thể ben được cả cát này các bạn ơi đó. Quá là xịn luôn này. Nào, đây là máy xúc cát siêu to khổng lồ. Xe cứu hỏa chữa cháy siêu bự này các bạn ơi. Xe cẩu múc cát này đó, múc nào. Chiếc xe này có thể múc được, các bạn ơi, múc được 9.000 tấn, à 9.000 kg trên một gầu múc ấy các bạn ạ. Có nghĩa là 9.000 tấn ấy các bạn ơi, 9.000 này. Ấy chà, múc nào. Ngầu chưa? Ấy các bạn, đẳng cấp chưa? Ấy cái bạn lái xe này cười rất là tươi ấy, đang chào các bạn ấy. Ok. Rồi, à, mình xem còn xe gì xịn không phô bạn các bạn nhá. Đây là xe máy xúc cát này. Máy xúc cát có gầu bằng sắt luôn ạ. Ui trời, ui. Ghê chưa? Ngầu chưa? Nào, giới thiệu. Đây là máy xúc cát này. Ấy. Máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy. Đấy, các bạn đẹp chưa? Ui, múc nào. Ui, 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 ui. Ui ngáo không? Ây chà, ây, ây. Hay chưa? Xe trộn bê tông này. Đấy, xoay bồn này. Xoay bồn cho đều bê tông bên trong các bạn nha, không bị đóng cục bên trong các bạn nha. Đấy. Bồn màu trắng này các bạn ơi, bồn màu trắng nha. Đấy. Đẳng cấp không? Vòi chút bê tông này. Đấy, hai chiếc xe bồn trộn bê tông này cũng rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đấy, xe bồn trộn bê tông này có khuôn mặt đẹp trai này. Đấy, quá đẹp trai luôn, rất cười rất là tươi. Đấy, các bạn ơi, đây là xe cảnh sát nha, xe ben cảnh sát nha. Xe ben cảnh sát này bánh quay rất là tít luôn. Đấy, các bạn là tài xế đang chào các bạn đấy. Đấy, đó, mở hai cánh cửa luôn, có cả thùng các bạn nha. Đấy, chiếc xe này quá là xịn luôn, tốc độ đỉnh cao luôn. Đấy, các bạn nghe tiếng kêu ngầu không? Ui. Đấy, các bạn nghe. Ui, ghê không? Ui. Một chiếc xe này là xe cảnh sát, là xe bán tải, quá là ngầu các bạn ạ. Rồi mình ở bên này nhá. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông các bạn nhá. Đó, xoay bồn luôn, xịn xò luôn. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát màu vàng nhá. Xe cẩu múc cát màu vàng rất là đẹp đấy. Rồi ok, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng rất là xịn luôn. Đây là xe cứu hỏa nhá các bạn nhá. Một chiếc xe cứu hỏa rất là to, mở cánh cửa luôn, màu đỏ nha. Ở đâu có đám cháy thì các bạn nhớ gọi 119 để chữa cháy luôn nha. Ok. Rồi mình sẽ để trong bên này nha. Đấy, đẳng cấp luôn. Rồi giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe này nè. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát màu trắng nha. Xe chở phạm nhân. Rồi giới thiệu với các bạn, ở đây có mấy chiếc xe. Đây đây các bạn ơi, đây là một hộp xe đồ chơi mới này. Bây giờ mình sẽ mở ra xem ở bên trong là một chiếc xe gì nhá. Wow, xịn chưa, xịn chưa. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu siêu to khủng nổ các bạn ạ. À, chiếc xe này rất là to luôn nhá. Đấy, to như thế mới cẩu được nhiều xe các bạn ạ. Đấy, xe cần cẩu ấy. Đây cũng là một chiếc xe cần cẩu các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu này, hai chiếc xe cần cẩu này, ba chiếc xe cần cẩu luôn này các bạn ơi. Ui ơi, chả bốn chiếc xe cần cẩu luôn. Ở trên này là hai chiếc máy xúc cát cần dài nhá. Đây là máy xúc cát cần rất là dài các bạn thấy không? Đây, gầu bằng sắt nguyên khối này các bạn này. Đấy. À, máy xúc cát này nhìn xịn chưa? Ở bên trong có cả ghế ngồi này. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi? Ui xịn chưa? Rồi ok. À, giới thiệu với các bạn, ở bên này có cả xe bíp này. Đây là xe bíp cảnh sát nhá. Đấy, đẹp chưa? Nào, đây là một chiếc xe này nè. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở rác này. Xe này chuyên đi chở rác các bạn nhá. Chiếc xe này quá là đẹp luôn. Đấy, mở nắp thùng này. Ui, giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một chậu xe đồ chơi này. Đấy,
có cả xe tải Ben nhá. Xúc nạt này các bạn ơi, xe xúc nạt nhá. Ấy, gầu lưng lên này các bạn ơi, lưng này, lưng gầu này đó. Xe trộn bê tông các bạn ơi, xe này là xe trộn bê tông các bạn nhá. Xe cần cẩu siêu to khổng lồ các bạn ơi. Máy xúc cát này. Đấy, máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy, máy xúc cát này. Luôn này các bạn ơi, múc nào. Đấy. Ai cha. Đây là một chiếc xe Ben cảnh sát này. Wow, đẳng cấp luôn nhá. Đấy, có hai cái còi luôn. Cabin màu trắng các bạn nhá. Đấy, các bạn tài xế đang chào các bạn ấy. Ok. Oh, let's go. Một chiếc xe môi trường dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp nhá. Đấy. Cabin màu trắng, cái thùng màu xanh các bạn ơi. Em đi làm việc thôi.